cho các mẹ vấn đề con hợp tác với mình hay không khi mà mình muốn dạy con chẳng hạn. Đấy là một cái vấn đề mà các mẹ thường xuyên hỏi mình khi trong quá trình mà mình hướng dẫn các mẹ làm bài, giúp con làm bài tập về nhà hay hướng dẫn các mẹ ôn bài cho con. Thì thực ra ấy, đối với trẻ 4 5 tuổi là cái thời điểm mà trẻ bắt đầu làm quen với cái công việc mà ngồi học. Vậy thì mình đừng có mua bàn vội, đừng có mua ghế vội để cho con ngồi học ngay, bởi vì khi vào bàn vào ghế ngồi tự nhiên lúc đấy áp lực của con nó lại ở một cái khía cạnh khác hoàn toàn. Thay vào đấy thì mình có thể tạo một cái khu trò chơi cho con, bắt đầu thì mình để một cái bàn nhỏ ở đấy thôi và con chơi với mẹ. Nếu muốn con làm quen với chữ thì mình sẽ làm quen với chữ của con tại cái góc mà con chơi chứ cũng được, chứ không cần thiết phải ngồi vào bàn học ngay cái thời điểm sớm quá. Bởi vì trẻ mà phải làm một cái việc cố định khi mà ngồi vào và ngồi nghiêm túc như vậy thì rất là khó. Còn một cái điều nữa đấy là muốn trẻ tương tác với mình ở cái giai đoạn mà mình dạy con học thì mình lại phải tương tác với con. Ví dụ bây giờ mình bắt đầu cái giai đoạn đấy thì mình sẽ chơi trò chơi nhiều hơn, đố con, tức là đố con biết cái này là cái gì. Đầu tiên mình sẽ bỏ những cái không có thẻ flashcard, thì mình có thể lấy giấy ra mình viết chữ A bờ cờ chẳng hạn, chỉ 3-4 chữ như vậy thôi, và để ra bảo mẹ chỉ, đầu tiên mẹ chỉ cho con, sau đấy thì mình sẽ đố con tìm cho mẹ hoặc là con đố mẹ tìm cho con. Khi mình tạo trò chơi như thế là cái thời gian mình tương tác với con ít nhất hàng ngày thì khi mình muốn dạy con cái gì sau đấy nó sẽ rất là dễ. Thì thông thường ấy, đừng bảo con ơi ra đây mẹ dạy con học, mà bảo con ra đây mẹ hai mẹ con mình chơi trò chơi. Ở cái giai đoạn 4 5 tuổi như vậy thì bắt đầu đến cái tầm năm hè của 5 tuổi và 6 tuổi mình bắt đầu tập thói quen cho con ngồi bàn học ở cái giai đoạn đấy, nhưng với điều kiện chỉ 5 đến 10 phút thôi chứ không cần phải quá nhiều, xong rồi mình tăng dần lên. Tức là đừng làm cho trẻ đang ở cái thói quen chơi rất là nhiều và mình bắt là trẻ ngồi nghiêm túc nửa tiếng đến một tiếng là rất là khó. Và như thế áp lực cho trẻ, thì khi muốn trẻ tương tác với mình nó cũng không dễ đâu. Đầu tiên là mình phải chuyện trò với con nhiều và mình chơi trò chơi với con nhiều hơn nữa, thì lúc đấy mình muốn con học cái gì nó cũng sẽ rất dễ. Đấy là cái điều mà mình cảm thấy là mình kích thích muốn con nhà mình là như thế là dễ nhất. Thì mình thay vì mình bảo con là con phải làm cho mẹ bài này, con phải làm cho mẹ thì bài kia, thì bảo con vào đây hai mẹ con mình làm và mẹ sẽ giúp con nếu như con cảm thấy khó. Đấy là cái giai đoạn đầu. Đến khi trẻ tự lực tốt rồi thì lúc đấy mình giãn ra và mình không giúp con nữa. Cố gắng làm sao để trẻ đừng bị thay đổi tâm lý đột ngột quá. Ví dụ bây giờ học khóa tiếng Việt ở bên mình chẳng hạn, thì bên trung tâm có nhờ các mẹ là về ôn bài cho con một chút. Thực ra ôn một chút thôi. Thì nếu như trẻ không muốn cầm sách ra đọc thì mình có thể lấy thẻ hoặc là lấy những cái bảng âm mình treo lên tường và đố con tìm cho mình. Còn một cách nữa đấy là ví dụ như con học chữ bờ thì bố mẹ có thể lấy bất kỳ một quyển sách nào, mình bảo tìm cho mẹ 3 chữ bờ trong đấy hoặc 3 chữ cờ trong đấy, lấy một đoạn ra hoặc mình có thể viết một đoạn dài. Thì như thế là đã có thể nào bảo con làm nhưng mà mang tính chất chơi trò chơi nhiều hơn. Các mẹ thử xem. Cảm ơn các mẹ.